Xin chào các bạn, được đây mà chúng tôi vọng quay trở lại một video nữa. Yeah, và hôm nay chúng ta sẽ chơi cái trò này. Trò đấy có tên là Escaping the Prison, hoặc các bạn có thể gọi nó là trốn thoát khỏi nhà tù. Ok, chúng tôi sẽ bắt đầu chơi luôn nhá. Bắt đầu đi. Ok, có hai thằng cảnh sát. Nó cười mình. Thằng này được đấy. Nhưng, nó đưa cho một cái món quà. Nó đang nói gì mình cũng không biết luôn. Yeah, yeah. Thằng ấy nó đang kiểu bị làm sao ấy, nó kiểu nó không kiểm tra cái hộp ấy. Rồi thế này thì nó nhân bánh sinh nhật. Yeah. Ủa nó mở ra cái gì này? Đây chúng ta có những cái đồ này, có một cái máy bắn tên lửa này, cái điện thoại này, cái khoan, cái teleport, cái energy drink, cái file. Theo mình nghĩ ấy, rocket launcher tất nhiên rồi, tại vì nó quá tuyệt vời mà. Bắn e. Ôi giời ơi, thằng này bắn hay thế. Way to aim buddy. Giỏi lắm. Vậy là cái này không được rồi nhá. Dùng teleporter. Bắn đi. Thoát. Ui, thoát rồi ạ. Đúng rồi. Mình lại teleport đúng cái chỗ bọn nó đang tập bắn chứ. Energy drink. Cái gì nhỉ? Nó cứ chạm vào chân mình. Uống đi, đúng rồi. một thứ đều chậm lại. Từ từ. Đợi. Ok, được rồi. Wow, chúng ta đi bộ. Yay. Bọn cảnh sát vào hôm nãy này. Hay đấy. Đúng rồi, ăn đi. Nhầm. Ngon đấy. Mình cũng có cái này để ăn này. Thoát rồi à? Yeah. Thoát rồi. Đùa, chết. Nước này là có sẽ bị gây ra đau đầu, chóng mặt, rồi tim đập mạnh, rồi chết. Thế là phải đọc cái gì ở trên chai nước trước khi uống nhá, nhớ đấy. Thế là dùng cái khoan đào đi. Hát rồi. Yes. Dùng cái này đập lên, cậy lên, đúng rồi, nhảy xuống. Chào hai anh. Chạy đi, đúng rồi. Đập mặt vào đấy rồi. Oh no, we try. Sao bên này, đúng rồi. Lên. Lộ một vòng, back flip. Có gì làm thế được ngoài là thật được nhỉ. Chuẩn bị có đấu súng. Get ready. Get ready cái gì? Mình phải bấm cái thằng này à? Rồi ok. Bắt phải làm lại này. Ok, bấm xuống bên này. Chuẩn bị đến đoạn một, lộ một vòng. Yes, được rồi, chạy đi. Chuẩn bị đến đoạn đầu súng. Get ready. Ok, là get ready rồi. Yes. Khiếp, né đạn giống như trong cái game, cái trò The Matrix ấy. Cái phim The Matrix chứ. Đúng rồi, Juni. Sợ chưa. Pew. Làm rượu thật. Ok, né. Đi ra ngoài. Thoát rồi.
Thoát rồi. Yeah. Oh, mình phải try được một cái different ending nữa này. Ok, chúng ta sẽ try một different ending nữa nhá. Let's do this. Ok, mình đã quay trở lại cái trang vốn nãy. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi cái, sử dụng cái khác. Chúng ta dùng cái file này. Cell door window. Cái cửa sổ ra nào. Ô, cửa được như thế là hơi siêu ấy. Oh, rồi thật này. Ly, ok, dùng lại cái này. Tôi sẽ mở cái cửa này. Cái cửa, cái cell door. Sẽ cục sắt dày thế mà sao vẫn cạo, thế mới siêu chứ. Ở phát rồi. Làm gì giờ? Mình bị đá. Ok, làm lại. Mình bị đá, mình kiểu chia tay ấy. Làm gì giờ? Click. Oh, đấy, mình click up. Go. Mình bấm chậm quá. Retry. Lên mình biết rồi, phải bấm. Đấy, đợi bấm đằng sau này nữa. Bấm gì nữa? Ơ, hết rồi. Yeah. Oh, nó phát hiện ra mình rồi. Chạy đi rồi, đúng rồi, tốt lắm. Dùng cái này. Dùng bom, dùng grenade. Ôi giời. Dùng ghế, treo lên, đúng rồi. Đi xem bên này đi. Yeah. Ơ, mình không bị rơi. Ồ, suýt chết, đứng mà nghiêng thế ngã rồi. Rope plug. Jetpack. Ông phải dùng, sẽ dùng jetpack. Let's go. Xịt rồi. Ơ, vẫn được này. Yeah. Wow. Mình lại quay vào đúng cái chỗ. Thế dùng rope vậy, dùng cái dây bắn đi. Trượt, yeah. À, bị cháy tay, tại vì nó không có cái cầm như này. Cái thứ thằng cầm. Yeah. À, vẫn sống. Yeah. À, ok, mình bị xe đâm. Dùng cái ống mút. Cái để mút, mút cống ấy. Đúng rồi, giỏi lắm. Yeah. Xuống đi, xuống cẩn thận nào, đừng có chết. Yes. Yes, sticky ending. Woo, hay phết đấy. Và đó chính là escaping the prison, và hoặc là trốn thoát khỏi nhà tù. Nếu bạn thích video này hãy nhớ like, subscribe channel của mình để cho thêm những video nữa nhá. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.